những việc dữ các ngươi làm. Câu 2. Trong đoạn 10 sách Giăng, Chúa Giêsu đã nói rõ hơn về mục đích này, rồi sẽ có một bầy và một người chăn mà thôi. Câu 16. Ngài tiết lộ rằng bản tánh của muôn sói là cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Còn bản tánh của người chăn thuê là để cho sự tản lạc có xảy ra. Nhưng Ngài đã hứa với bầy chiên của Ngài rằng, ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình. Chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó. Thì sẽ chẳng sợ, chẳng hãi nữa. Và không thiếu một con nào. Jeremy 23 câu 3 câu 4. Những người chăn cuối cùng của hội thánh Đấng Christ sẽ là những người chăn phụ tá cho Chúa Giêsu. Họ sẽ được sức dầu để hội hiệp những con chiên sót lại của bầy. Và dưới sự sức dầu đó, chúng sẽ được sanh đẻ thêm nhiều. Thật vậy, ngay bây giờ đây, trong bối cảnh chúng ta hạ mình và dâng lòng làm theo ý Chúa, chúng ta đang tham dự vào sự được hội hiệp cùng nhau. Và tiến trình đó sẽ đều đặn tiến lên cho đến khi những hàng rào giữa các anh em được san bằng đi bằng bản tánh thắng thế của tình yêu thương Đấng Christ. Trước khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sẽ thực sự là một bầy và một người chăn mà thôi. Chúng ta sẽ là một bầy thánh và không chỗ trách được, dù gặp mặt nhau trong các ngôi nhà thờ khác nhau, nhưng đã được báp têm vào trong một thân thể. Đừng phê bình sự hư hoại, hãy sửa chữa đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: khốn cho những tiên tri dại dột, theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Hỡi Israel, các tiên tri ngươi cũng như những con cáo trong chốn hoang vu. Các ngươi chưa lên nơi phá tan và không xây tường nhà cho Israel, đặng đứng vững trong cơn chiến trận vào ngày của Đức Giê-hô-va. Ê-sê-chiên, đoạn 13, câu 3, câu 5. Đức Chúa Trời đang cần những người khi thấy một chỗ sức mẻ trong bức tường toàn thành của hội thánh thì lên đến chỗ hư hoại đó và xây sửa lại tường thành, để hội thánh sẽ đứng vững được trong ngày chiến trận. Bạn có thể suy nghĩ, ồ, ông không hiểu gì hết, tôi có sự khải thị về sự vận hành của Chúa vào ngày sau rốt. Những hội thánh đó thiếu lòng tin cậy Chúa Giêsu. Lời Chúa dạy rằng, người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp là điều không cãi được. Sách Hebrew, đoạn 7, câu 7. Nếu bạn thực sự là bậc cao hơn, thì bạn sẽ tìm cách để làm một ân phước cho các hội thánh khác. Tình yêu giống như Đấng Christ của bạn sẽ cất bỏ những sự sợ hãi. Bạn sẽ thực sự có một gánh nặng để nhìn thấy toàn bộ thân thể của Đấng Christ được tăng trưởng, chứ không phải là hội thánh địa phương của bạn mà thôi. Thật ra Chúa Giêsu đã phán rằng, kẻ rất lớn giữa dòng chúng ta sẽ trở thành kẻ làm tối tớ mọi người. Mark, đoạn 9 câu 35. Matthew 23 câu 11. Nếu một hội thánh trong thành phố của bạn tin nhận và xưng nhận Chúa Giêsu, bạn cần lẫn nhau và bạn phải phục vụ lẫn nhau để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời tại đó. Khi bạn tham dự các buổi cầu nguyện hàng ngày và hàng tuần với nhau, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị những người khác như vậy. Đừng đến dự với thái độ để dạy dỗ hay là lãnh đạo, nhưng để yêu thương và phục vụ. Trong những buổi họp như vậy, Đức Chúa Trời không tìm kiếm những người lãnh tụ, nhưng Ngài tìm kiếm những người theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không điều chỉnh cho hợp với ý Chúa, chúng ta sẽ không đứng vững trước kẻ thù. Thật vậy, những ngày chúng ta đang sống không phải là ngày thái bình, mà là thời kỳ chiến tranh. Đức Chúa Trời đang hội hiệp chúng ta lại với nhau, không chỉ để đến với Ngài và với nhau, nhưng cũng để chống lại các lực lượng gian ác thuộc linh ở trong mỗi vùng, mỗi miền mà chúng ta đang sống nữa. Vì vậy, những chỗ sức mẻ hư hoại giữa chúng ta phải được lấp đầy, những tường thành phải được xây dựng lại, vì chúng ta phải học cách đứng với nhau trong ngày của Chúa. Bạn là người đó. Bạn không cần phải học đại học có tìm thấy lỗi trong hội thánh. Thực ra nếu bạn còn nhớ, bạn có thể thấy lỗi trong hội thánh ngay cả trước khi bạn đã là một cơ đốc nhân. Bạn không cần kỹ năng để tìm ra lỗi. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giống như Đấng Christ, bạn cần phải chết đối với những tội lỗi của người khác.
bạn cần phải làm một người cầu thai, đứng chỗ sức mẻ. Chỗ sức mẻ là khoảng cách giữa điều đã như vậy và điều sẽ phải như thế kia. Bạn đứng ở chỗ đó, đuổi đi cả kiện cáo anh em và cầu thai cho anh em. Bạn thấy điều gì sai trái không? Ấy chỉ là vì Chúa Giêsu muốn bạn đứng ở chỗ sức mẻ đó và nhìn thấy ở đó có một sự biến đổi. Đó là lý do duy nhất. Trải qua nhiều năm, một số người chúng ta đã la lên, những người dắt dẫn chúng ta vào sự đầy dẫy của Đấng Christ này ở đâu? Chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời đã có những mục đích khác rồi. Tuy nhiên điều Đức Chúa Trời đang phán là bạn là những người nam, người nữ mà những cái khác đang tìm kiếm. Bạn là người kiến tạo hòa bình, là con cái của Đức Chúa Trời, đem sự chữa lành và trật tự vào hội thánh của Ngài. Trách nhiệm này được đặt trên vai của mỗi chúng ta. Có một công tác to lớn ở trước mắt, nhưng chính mình Chúa đã hứa, những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa chữa đường lại cho người ở. Sách Ê-sai, đoạn 58, câu 12. Chúng ta hãy phó mình trong đức tin được kết ước, để cho cuộc đời của chúng ta trên mặt đất này và trong cộng đồng của chúng ta, tập thể hội thánh của Chúa Giêsu Christ sẽ được khôi phục, được hiệp nhất và thánh khiết. Chương thứ 13. Đạo quân những người thờ phượng của Đức Chúa Trời. Khi Kinh Thánh đề cập đến thiên binh, chúng ta thường nghĩ đến dàn đồng ca thiên sứ. Chữ thiên binh trong Kinh Thánh có nghĩa là đạo quân. Sách Luca, đoạn 2 câu 13. Chúng ta phải nhận thức rằng các thiên binh ở thiên đàng là những đạo quân đang thờ phượng. Thật vậy, không ai có thể tham chiến nếu trước hết không làm người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vấn đề trọng tâm trong cơn đại nạn. Việc thờ phượng. Người ta không cần phải đi sâu về sách Khải Huyền của Giăng để khám phá thấy rằng cả Đức Chúa Trời lẫn ma quỷ đều đang đi tìm những người thờ phượng. Khải Huyền, đoạn 14 câu 7, đoạn 7 câu 11, đoạn 13 câu 4, đoạn 14 câu 11. Lằn ranh được dạch ra rất nhiều lần ở giữa những người thờ lại con thú và tượng nó và những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhận biết trước rằng trong trận đại chiến trước khi Chúa Giêsu trở lại, kết quả của mỗi đời người sẽ được cân trên cái cân thờ phượng. Ở giữa cuộc chiến và các trận chiến, chúng ta sẽ cúi đầu thờ lại ai? Đức Chúa Trời hay là Satan? Thế nhưng trong khi cuộc chiến này sẽ kết thúc khi nước của Chúa được thành lập trên đất. Khải Huyền, đoạn 11 câu 15. Chúng ta phải nhận thức thực chất của trận chiến này là vấn đề trọng tâm trong cuộc chiến của chúng ta ngày nay. Chúng ta có trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời giữa lúc đang bị Satan tấn công và cám dỗ không? Sự thờ phượng thật phải phát xuất ngay bây giờ trong bối cảnh đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì không một ai sẽ thờ phượng Chúa trong những cơn đại chiến của ngày mai khi mà ngày nay họ đã phàn nàn trong những trận đánh lẻ tẻ. Bạn cần nhớ rằng sự kêu gọi của Chúa cho dân Israel là sự kêu gọi đã thờ phượng và hầu việc Ngài trong đồng vắng. Sách Ê Díp Tô Ký, đoạn 5 câu 3, đoạn 7 câu 16. Thật vậy, khi Môi-se lần đầu nói về mối quan tâm yêu thương của Ngài đối với họ, thì người Hebrew bèn cúi đầu và thờ lại. Sách Ê Díp Tô Ký, đoạn 4 câu 31. Nhưng khi những sự thử thách và các áp lực xảy đến, họ đã nhanh chóng rơi vào chỗ lầm bầm, phàn nàn và phản nghịch. Sự thờ phượng của họ là giả dối, một hình thức thờ phượng mà không có lòng thành trong đó. Ngày nay, tình trạng cạn cợt tương tự trong sự thờ phượng cũng đang thắng thế nhiều nơi trong Cơ Đốc giáo. Nếu một sứ điệp được ban bố nói về sự quan tâm của Chúa đối với dân sự của Ngài, thì chúng ta sẽ sốt sắng cúi đầu thật thấp và thờ lại. Thế nhưng, ngay khi các áp lực của đời sống hàng ngày nổi lên hay sự cám dỗ xảy đến, thì chúng ta sẽ nhanh chóng phản loạn chống lại Đức Chúa Trời và kháng cự sự xử lý của Ngài ngay. Kẻ thù rất dễ đến với linh hồn không được bảo vệ bởi sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân thật. Mục đích của Đức Chúa Trời trong đồng vắng là để hoàn chỉnh sự thờ phượng thật vốn đã được căn cứ trên sự thực tế của Đức Chúa Trời, chứ không phải trên những hoàn cảnh.
Đức Chúa Trời biết rằng tấm lòng biết thờ phượng Ngài trong đồng vắng lao khổ sẽ tiếp tục thờ phượng Ngài trong đất hứa dư dật trù phú. Không có sự thờ phượng Đức Chúa Trời thực sự thì không thể có chiến thắng trong cuộc chiến. Vì những gì chúng ta đổ máu khi bị thương tích bởi sự tấn công của Satan hay của các nghịch cảnh chính là thước đo thật sự về sự thờ phượng của chúng ta. Bạn thấy không, những gì phát xuất ra từ tấm lòng của chúng ta trong những thời gian bị áp lực vẫn cứ ở trong lòng chúng ta, nhưng ẩn giấu trong những thời gian thư thái. Nếu bạn là người thờ phượng thật, tâm linh của bạn sẽ ứa ra sự thờ phượng Đức Chúa Trời, bất kể trận chiến bạn đang chiến đấu đó là gì. Trong cuộc chiến, sự thờ phượng chính là một tường thành bao quanh linh hồn chúng ta. Bảo vệ tấm lòng của bạn qua sự thờ phượng. Hầu hết chúng ta đều hiểu những năng lực căn bản của linh hồn. Chúng ta đã được dạy, và đúng như vậy, rằng linh hồn là sự kết hợp của tâm trí, ý chí và những tình cảm của chúng ta. Nói chung, khi kẻ thù đã tấn công hội thánh, nó nhắm mục tiêu vào bất cứ lĩnh vực nào trong ba lĩnh vực này. Chúng ta phải thấy rằng sự bảo vệ ba lĩnh vực này là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến của chúng ta chống lại Satan. Để soi sáng thêm bản chất của trận chiến này, chúng ta hãy thêm ít nhiều vào định nghĩa của chúng ta về linh hồn. Nói chung, thực chất của chúng ta là những gì được tạo thành bởi những biến cố và cách chúng ta phản ứng đối với những biến cố đó. Việc hôm nay chúng ta là ai là tổng hợp của những gì chúng ta đã gặp trong cuộc đời và những phản ứng của chúng ta đối với những điều đó. Những sự ngược đãi và những đau khổ đè ép chúng ta mặt này, sự khuyến khích và khen ngợi thổi phồng chúng ta mặt kia, những phản ứng của chúng ta đối với từng biến cố, dù biến cố đó là tiêu cực hay tích cực, đã đổ vào cốt tủy sáng tạo của cá nhân chúng ta, ở đó nó trộn lẫn thành bản chất của cá tính chúng ta. Điều mà chúng ta gọi là ký ức, thực ra là tâm linh chúng ta chú mục vào bản chất của linh hồn chúng ta. Ngoại trừ một vài trường hợp, những biến cố mà chúng ta nhớ nhiều nhất đã thành hình con người chúng ta nhiều nhất. Thực vậy, lý do tâm trí tự nhiên của chúng ta không thể quên vài biến cố nào đó là vì những kinh nghiệm đó đã thực sự trở thành một phần bản tánh của chúng ta. Chúng ta hiện là những gì quá khứ đã tạo ra chúng ta. Thế nhưng chúng ta được lệnh đừng ngó lại đằng sau và hãy quên lửng những việc ở đằng sau. Philip đoạn 3 câu 13, Luca đoạn 9 câu 62, Hebrew đoạn 11 câu 15. Với Đức Chúa Trời, điều này không khó khăn gì, vì mặc dầu những biến cố của cuộc đời chúng ta là không thể đảo ngược được, những phản ứng của chúng ta đối với những biến cố đó có thể vẫn còn được thay đổi. Và khi những phản ứng của chúng ta thay đổi thì chúng ta thay đổi. Nói cách khác, dù chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta có thể trao quá khứ của chúng ta cho Chúa như một hành động thờ phượng, một tấm lòng thờ phượng thực sự để cho Đức Chúa Trời khôi phục lại linh hồn. Tất cả chúng ta đều nhận lãnh một phần của tất cả điều tốt lẫn điều xấu trên thế gian này. Nhưng vì sự sống lâu dài, Đức Chúa Trời vốn là thực chất của sự sống phải đụng đến những kinh nghiệm của chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi những phản ứng tiêu cực của chúng ta. Cái ông dẫn mà qua đó Chúa mở rộng chính mình Ngài, thậm chí vào tận trong quá khứ của chúng ta, là sự yêu thương và sự thờ phượng Ngài của chúng ta. Dạ, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8, câu 28a. Bí quyết để làm ứng nghiệm câu này là chúng ta trở nên những người yêu mến Chúa trong tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta phó mình để yêu thương Ngài thì tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc đời đều được tẩy sạch trong tình yêu đó. Nó đã được cứu chuộc và trở thành điều ích lợi ở bên trong chúng ta. Vì vậy, điều tối cần thiết cho cả sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta và sự bảo vệ của chúng ta trong cuộc chiến, đó là chúng ta phải là những người thờ phượng. Vì con tàu an toàn đưa chúng ta đi qua cơn hoạn nạn chính là sự thờ phượng. Thi Thiên 84 diễn tả bằng sự ngợi khen Đức Chúa Trời về hiệu quả kỳ diệu của sự thờ phượng trên linh hồn. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc,
họ làm trũng ấy trở nên một mạch suối, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Câu 5, 6. Nếu bạn ngợi khen Chúa không ngớt, câu 4, thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời của bạn sẽ biến đổi sự tấn công tiêu cực của kẻ thù trở thành một mạch nước ngọt ngào làm tươi mát bạn. Bất kể điều chi đổ xuống trên một người thờ phượng, thì trũng khóc lóc của họ cũng luôn luôn trở nên nguồn mạch tràn đầy phước hạnh. Bạn không thể đắc thắng trong cuộc chiến, cũng không thể vượt qua sa mạc của đời này bình an, nếu trước hết bạn không trở nên một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng, mục đích của sự sáng tạo. Chúng ta đã được tạo dựng về sự vui thỏa của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải được tạo dựng để sống cho chính mình, nhưng là cho chính Ngài. Và trong khi Chúa muốn chúng ta vui hưởng các ân tứ của Ngài và dân sự của Ngài, thì trước hết Ngài muốn chúng ta phải biết rằng chúng ta đã được dựng nên là vì sự vui thỏa của Ngài. Trong những thời điểm cuối cùng của đời này, Chúa muốn có những người dân mà mục đích sống của họ là trọn đời làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong họ, Đức Chúa Trời tìm thấy chính phần thưởng của Ngài trong việc sáng tạo nên loài người. Họ là những người thờ phượng Ngài. Họ có mặt trên đất chỉ để làm đẹp lòng Ngài, và khi Ngài đẹp lòng thì họ cũng hài lòng. Chúa đưa họ đi xa hơn và trải qua những đau thương, tranh đấu nhiều hơn những người khác. Bề ngoài, dường như họ thường bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Ê-sai, đoạn 53 câu 4. Thế nhưng, đối với Đức Chúa Trời, họ là những người được Ngài yêu quý. Khi họ bị đè nát, giống như... Những ai đã được dựng nên chỉ vì sự thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ tiến ra trong quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Bằng sự ngợi khen tôn cao Đức Chúa Trời trong môi miệng mình, họ sẽ thi hành sự phán xét đã được viết ra trên những kẻ thù của Ngài. Thi Thiên 149. Họ sẽ lãnh đạo như những tướng lãnh trong đạo quân những người thờ phượng của Chúa chúng ta. Chương thứ 14. Đánh hạ kẻ kiện cáo anh em. Một người có thể đặt câu hỏi, nước của Đức Chúa Trời sẽ đến như thế nào và hạng người nào sẽ sở hữu được nước đó? Nước trời sẽ được thấy trong những người được tình yêu thúc đẩy, những người biết rõ quyền năng của sự cầu nguyện. Vì khi họ thấy một nhu cầu, thay vì phê phán lẫn nhau, họ cầu thay cho đến khi được gây dựng trở nên mọi khía cạnh ở trong Ngài là đấng làm đầu của họ. Nước trời đến như thế nào? Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Khải Huyền, đoạn 12, câu 10, 11. Sẽ có một thời điểm thật sự khi sự cứu rỗi, quyền năng và nước của Đức Chúa Trời, cũng như uy quyền của Đấng Christ được thể hiện trên mặt đất này. Trong khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sự ứng nghiệm của biến cố vinh hiển đó, tinh thần của sự thật vĩnh cửu này có thể được chiếm hữu bất cứ lúc nào bởi những người quyết tâm bước đi không theo tinh thần phê bình chỉ trích bới lông tìm vết, mà luôn hướng mặt đến sự thanh khiết, yêu thương và cầu nguyện cho nhau. Có những thủ tục do Chúa định để khởi đầu chỉnh đốn trong dòng một hội thánh. Những sự chỉnh đốn này phải được thực hiện bởi anh em là kẻ có Đức Thánh Linh trong tinh thần mềm mại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị cám dỗ như người khác. Động cơ của anh em là sửa họ lại. Galati, đoạn 6 câu 1. Dầu vậy, đừng chấp nhận sự tố tụng nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Timôthê nhất, đoạn 5 câu 19. Người làm chứng nói đến ở đây là những nhân chứng ta nghe mắt thấy, chứ không phải cái gọi là lời chứng tâm linh mà một người nào đó nhận được mà không căn cứ trên những sự kiện thấy được rõ ràng. Thường thường, những lời chứng giả dối ấy được đưa ngục sai đến để phá hủy sự hiệp một của hội thánh bằng những tin đồn và sự nói hành. Khi xác định tình thế mà không dựa vào lời Chúa, thì nó mở cửa cho sự bới lông tìm vết, sự phê bình chỉ trích theo xác thịt, vốn là những bằng chứng cho thấy kẻ kiện cáo anh em đang tấn công hội thánh. Nơi nào những tội lỗi này công khai hoạt động,
Ở đó sự vận hành của Đức Thánh Linh bị giới hạn. Sự cứu rỗi ít oi, quyền năng được thu hẹp và uy quyền thuộc linh bị què quặt. Một hội thánh như thế đang lâm vào tình thế nguy hiểm trầm trọng. Để đem sự chỉnh đốn của Đấng Christ đến với một hội thánh, một người phải được sức dầu bằng những động cơ của Đấng Christ. Kinh Thánh nói rõ, Chúa Giêsu hằng sống để cầu thai cho những thánh đồ. Roma đoạn 8 câu 34, Hebrew đoạn 7 câu 25. Đức Chúa Trời không kêu gọi để chúng ta xét đoán lẫn nhau, mà phải cầu nguyện cho nhau. Nếu chúng ta thấy một nhu cầu trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta phải cầu thai và đừng phê bình chỉ trích. Kiểu mẫu của chúng ta phải là theo gương Đấng Christ trong sự xây dựng và phục hồi, chứ không phải là giọng lạ tiếng nói của kẻ kiện cáo anh em trong việc bới lông tìm vết. Nhiều năm về trước, tôi thuộc về một tổ chức cơ đốc toàn quốc có một khải tượng thực sự từ Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có một số những vấn đề trầm trọng. Lúc đó tôi đang chăn dưỡng một hội thánh nhỏ, và tôi cảm thấy có lẽ chúng tôi phải từ bỏ nhóm người này vì những sai lầm đang xảy ra. Tôi cùng với hội chúng bắt đầu tìm kiếm Chúa, với những thời kỳ kiêng ăn khoảng 40 ngày. Cuối thời gian đó, tôi đã viết ra một danh sách những điều phàn nàn và đưa ra trước mặt Chúa. Tôi đã cầu nguyện, hơi có vẻ công bình riêng. Lạy Chúa, hãy xem xét những sai lầm trong những người này. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con phải làm gì đây? Lập tức Chúa trả lời, con đã thấy những điều này chưa? Tôi trả lời, vâng, thưa Chúa, con đã nhìn thấy những tội lỗi của họ. Về điều đó thì Ngài phán, ta cũng đã thấy rồi, nhưng ta đã chết cho họ, con hãy đi và làm theo như vậy. Từ ngày đó trở đi, tôi đã tìm thấy ân huệ từ Chúa để làm một nguồn sự sống và cầu nguyện bất cứ nơi nào tôi hầu việc Chúa. Bạn thấy không, chúng ta sẽ luôn luôn được hầu việc trong những hội thánh mà ở đó có những chuyện sai lầm. Sự phản ứng của chúng ta đối với những gì chúng ta nhìn thấy cho biết mức độ giống như Đấng Christ của chúng ta đã tới đâu. Nếu chúng ta thấy sự yếu đuối trong thân thể của Đấng Christ, sự kêu gọi của chúng ta là cung cấp thêm sức mạnh. Nếu chúng ta nhìn thấy tội lỗi, sự phản ứng của chúng ta là làm một gương sáng đức hạnh. Khi chúng ta thấy có sự sợ hãi, chúng ta phải truyền thụ sự can đảm, và nơi nào có tinh thần thế gian, ở đó chúng ta phải thể hiện sự thánh khiết. Sự kêu gọi của chúng ta là bước vào chỗ cầu thai và đứng ở đó cho đến khi thân thể của Đấng Christ được gây dựng ở khu vực này. Có phải ma quỷ đang ở trước ngai của Đức Chúa Trời? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được làm cho sống lại và được ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Chúng ta hãy hiểu rằng trong khi thể xác và linh hồn của chúng ta hoàn toàn được gắn chặt ở đây trên mặt đất, thì qua trung gian của Đức Thánh Linh, tâm linh hay tâm thần chúng ta đã được đưa vào sự thông công trực tiếp với Đấng Christ trên thiên đàng. Từ tư thế này, chúng ta có thể dạng dĩ đến gần ngôi ân phước của Đức Chúa Trời, và qua sự cầu nguyện cũng như sự thờ phượng, chúng ta có thể bước vào tận nơi chí thánh thật sự của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 4 câu 16, đoạn 10 câu 19-20, Matthew đoạn 5 câu 8, Colossae đoạn 3 câu 1-5. Có nhiều câu kinh thánh minh chứng cho lẽ thật về tư thế đồng ngồi của chúng ta với Đấng Christ. Đây là điều quan trọng chúng ta cần phải hiểu, vì chúng ta sắp xem xét một giáo lý đã từng là nguồn gốc gây bối rối cho nhiều thánh đồ. Có phải Satan cũng ở trên thiên đàng? Nó có thực sự đứng trước ngai của Đức Chúa Trời không? Nghiên cứu sách Khải Huyền và trong phần mô tả về ngai của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy không có ma quỷ ở đó. Đoạn 4. Hãy nghiên cứu đoạn 12 của sách Hebrew trong câu chuyện nói về Jerusalem trên thiên đàng. Lần nữa, bạn cũng không thấy ma quỷ ở thiên đàng. Để nhấn mạnh thêm điều này, trong một buổi gia đình lễ bái tại Toronto, Canada, trong khi chúng tôi đang thờ phượng sâu xa trước mặt Chúa, Đức Thánh Linh đã mở ra cho mỗi người chúng tôi, trong các mức độ khác nhau, một hình ảnh nhìn vào Jerusalem trên trời. Chúng tôi đã thấy một lãnh vực mà ở đó không có bóng tối tăm hay là sự chết. Mọi sự đều sống động và trong mọi sự đều phản chiếu ra ánh sáng hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở đó chẳng những không cần có mặt trời, không cần nguồn sáng nào khác,
nhưng cũng không có bóng tối, bóng râm ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng nhiều thứ lắm, nhưng điểm tôi muốn nói một cách đơn giản là không có ma quỷ ở thiên đàng. Vậy thì ma quỷ ở đâu? Giu-đea nói chúng ta rằng Sa-tan đã bị giam cầm, bị xích lại cách thiêng liêng bằng dây xích trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Giu-đea 6. Sa-tan đã bị giam cầm trong nơi tối tăm, ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời là cha mà trong Ngài chẳng có sự tối tăm nào hết, lại cho phép ma quỷ xâm nhập vào nơi thờ phượng đời đời, đặng tố cáo hội thánh mà con Ngài đã chết thai là điều khó tưởng tượng nổi. Tiếp vậy thì, chúng ta giải thích thế nào về câu kinh thánh ám chỉ là ma quỷ đang ở thiên đàng? Trước nhất chúng ta cần hiểu rằng, có ba lãnh vực được gọi là thiên đàng trong kinh thánh. Nơi thứ nhất và thường được nhận dạng như là nơi ở đời đời của những người được phước, nơi ở trên trời của ba ngôi Đức Chúa Trời, của các thiên sứ và của những người được cứu chuộc. Kế đến chữ thiên đàng hay tầng trời được dùng để mô tả bầu trời, như trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Kinh Thánh nói rằng Sa-tan ở các nơi trên trời hoặc thiên đàng là chỉ về một chiều kích của sự sống tương đối khó biết, đó là lãnh vực các linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, Khải Huyền đoạn 12 câu 11, Luca đoạn 10 câu 18. Chữ trời này vốn bao vây trực tiếp ý thức của con người, đó là lãnh thổ thuộc linh, mà từ đó Sa-tan tìm cách kiểm soát thế gian. Thật là dại dột cho rằng chúng ta biết nhiều hơn những gì mình thực sự biết về chiều kích này. Nhưng chúng ta biết chắc điều này, chính tại ở đây mà Sa-tan phóng ra cuộc chiến tranh của nó chống lại hội thánh. Nếu sự thật ma quỷ không ở nơi cao nhất ở thiên đàng thì làm thế nào nó kiện cáo các thánh đồ trước ngay của Đức Chúa Trời được? Chúng ta bắt đầu bài luận văn này bằng cách giải thích rằng Đấng Christ đã đặt tâm linh của chúng ta trong Ngài, trước ngay của Đức Chúa Trời. Trong khi tâm linh chúng ta nối liền chúng ta với Đức Chúa Trời, thân thể và linh hồn của chúng ta vẫn ở trên mặt đất. Mặc dù ma quỷ không có lối vào trực tiếp đến Đức Chúa Trời, nó vẫn có được lối vào đến với những tư tưởng và những lời nói của chúng ta. Khi chúng ta chất chứa những thái độ cảm tình với việc bối lông tìm vết, khi chúng ta biện hộ cho sự nói hành và sự phê bình chỉ trích tiêu cực, chúng ta đã thực sự để cho Sa-tan sử dụng môi miệng của chúng ta để kiện cáo các thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã sai lầm cho rằng những lời thầm thì của chúng ta nói ra trong bóng tối vẫn được giữ kín, thậm chí Đức Chúa Trời cũng không biết. Chúng ta phải nhận biết rằng chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews 4:13. Lời Chúa há không chép rằng mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng hay sao? Luca đoạn 12 câu 3. Đức Chúa Trời là sự sáng, thực sự nghe hết mọi lời của kẻ kiện cáo, thậm chí ở cả nơi kín nhiệm phòng the, nói ra giữa vợ với chồng. Hãy giữ mồm giữ miệng của bạn. Có rất nhiều điều Đức Chúa Trời cung ứng cho thân thể của Đấng Christ qua sự xưng nhận của chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là sự xưng nhận tích cực, có suy nghĩ trước, được diễn tả trong sự cầu nguyện, mà đây là bao gồm mọi điều phát ra từ môi miệng của chúng ta. Chính Đấng Christ há chẳng phán rằng người ta sẽ bị phán xét về mọi lời hư không hoặc bất cẩn mà mình đã nói ra hay sao? Matthew đoạn 12 câu 36. Những lời nói là sự tuôn chảy của tâm trạng chúng ta. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo. Hebrews đoạn 3 câu 1. Lấy những lời nói của chúng ta dù là tin hay không tin và phân phát trở lại cho chúng ta sự sống đời đời tùy theo lời nói của chúng ta. Khi mâu miệng chúng ta không được kiềm hãm, Gia-cơ nói với chúng ta rằng sự xưng nhận tiêu cực của chúng ta đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Gia-cơ đoạn 3 câu 6. Nếu chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, chúng ta kinh nghiệm sự tăng trưởng nhiều hơn và sự bảo vệ lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta bới lông tìm vết, phê bình chỉ trích và thiêu dệt chuyện người ta, thì tiếng nói của kẻ kiện cáo được bày tỏ ra, và chúng ta bị xét xử vì những lời hư không
và gian ác của chúng ta. Vì thế cho nên, chúng ta phải hiểu rằng mỗi một tư tưởng của chúng ta và thậm chí những cuộc nói chuyện thân mật nhất của chúng ta với người khác đều là những lời cầu nguyện chúng ta đang dâng lên cho Đức Chúa Cha, là đấng liên tục và âm thầm thấy biết hết thảy mọi sự. Những lời cầu nguyện không ghi địa chỉ ở đây cũng chẳng khác nào một phần trong lời xưng nhận của chúng ta trong lời cầu nguyện lại cha yêu dấu. Và những lời đó đều có ảnh hưởng cả. Những lời nói của chúng ta về nhau cũng như những lời nói của chúng ta với nhau phải mang theo chúng ý thức kính kiền, kính trọng như là khi chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đang thật sự lắng nghe. Môi dơ giấy hay lưỡi bằng lửa. Thật là có ý nghĩa lúc mà Ê-sai thấy Chúa, Ê-sai đoạn 6, ở đó không thấy có ma quỷ ở thiên đàng. Nhưng mặc cảm tội lỗi của ông thì đúng theo lời nói của ông. Ông nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Câu 5. Sự thật, những lời phê bình chỉ trích của chúng ta nói về nhau chính là tiếng nói của Sa-tăng đang kiện cáo các thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Môi miệng của Ê-sai đã được tẩy sạch khi nó được chạm bởi thang lửa lấy từ bàn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta càng thực sự đến gần Đức Chúa Trời chừng nào, chúng ta càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì những lời dơ giấy của chúng ta chừng ấy. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu, Ngài mang hình thức biểu trưng như là chim bồ câu. Nhưng khi Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã hiện ra như lưỡi bằng lửa đang cháy. Một số giáo phái Cơ Đốc giáo cho rằng, nói các thứ tiếng khác là dấu hiệu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đối với chúng tôi, vấn đề không phải là nói bằng các tiếng lạ, nhưng là bằng lưỡi lửa. Lưỡi đã được thánh hóa bởi lửa của Đức Chúa Trời từ bàn thờ. Lưỡi đã được tẩy sạch khỏi sự bới lông tìm vết và những sự phê bình chỉ trích. Đánh hạ kẻ kiện cáo. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Khải Huyền đoạn 12 câu 10-11. Thay vì nói về tội lỗi và lầm lỡ của người khác, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời vũ ơn để nhìn thấy mọi nhu cầu chung của chúng ta được đáp ứng. Theo bản năng, chúng ta phải bước vào sự cầu thai của Đấng Christ và tha thiết cầu thai cho những người mà Đấng Christ đã chết thay. Trong Khải Huyền 12, chúng ta thấy họ đã thắng kẻ kiện cáo anh em. Chúng ta hãy nhìn vào mỗi chiều kích chiến thắng của chúng ta một cách riêng rẽ. Thứ nhất, huyết chiên con. Về phương diện thuộc linh, một dòng máu tuôn chảy qua chúng ta tất cả, thực sự khiến chúng ta nên một thân thể, chia sẻ cùng một nguồn tẩy sạch và một nguồn sự sống. Một dòng máu khiến chúng ta nên một gia đình, nuôi chuộc và làm cho chúng ta trở nên người bà con. Dòng huyết đó trả xong sự cứu chuộc của chúng ta và tấn công cả kiện cáo, giải giáp sự kiện cáo của nó. Huyết đó lập lên cho chúng ta một thái độ mềm mại, thay vì công bình riêng. Sự đổ huyết đã nói lên rằng mọi người đều cần Chúa Giê-xu. Điểm thứ hai, lời làm chứng của mình. Điều này bao gồm việc nói cho người khác biết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Nhưng còn hơn thế nữa, sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Khải Huyền đoạn 19 câu 10. Để thực sự chiến thắng kẻ thù, chúng ta phải sống và suy nghĩ trong tinh thần tiên tri, tức là chúng ta phải nhìn lẫn nhau như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Được cổ võ bởi những đời sống có khải tượng, xưng nhận đức tin của chúng ta lẫn cho nhau. Việc nói rõ và nói ra lời hằng sống của Đức Chúa Trời giúp chúng ta chiến thắng những ảo tưởng của kẻ thù. Thi-mô-thê nhất, đoạn 1, câu 18. Điểm thứ ba, chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Chúng ta không thể chiến thắng Sa-tăng và đồng thời chất chứa sự tự ti và cảm tình với những gì cần phải bị đóng đinh trong chúng ta. Sự chiến thắng của chúng ta được thành đạt bởi sự sẵn sàng chịu chết hơn là phản bội lại niềm tin chân lý của chúng ta. Phao-lô đã nói, tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong cuộc đua. Công vụ, đoạn 20, câu 24. Những người thiết lập nước trời không chịu thua, không thỏa hiệp với những đau thương của mình. Họ có thể bị đau đớn, nhưng không rút lui. Họ sống bởi đức tin. Kẻ kiện cáo trước hết phải được đánh hạ trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta không thể khoan nhượng với sự bới lông tìm vết và các sự tố cáo. Chúng ta phải sở hữu chính tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với anh em chúng ta.
nước Đức Chúa Trời và uy quyền của Đấng Christ sẽ được nhìn thấy trong những người quyết tâm kết ước với sự cầu nguyện được thúc đẩy bằng tình yêu thương. Vì khi họ thấy một nhu cầu, thay vì chỉ trích, họ đánh hạ cả kiện cáo anh em và họ cầu nguyện. Phần thứ ba, chiến trường của các nơi trên trời. Biên cương cuối cùng của cuộc chiến thuộc linh là lãnh vực các linh, cuộc chiến tranh tại thiên đàng. Những người cai trị trong các nơi trên trời, cai trị luôn trên trái đất nữa. Chương thứ 15, chiến tranh trên vấn đề thực tại. Loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và dù có giới hạn, nhưng họ đã được ban cho những quyền năng cố hữu riêng biệt. Họ đã được ban khả năng để tưởng tượng, cũng như khả năng để định nghĩa và lập lên sự thật. Và hoạt động trong các giới hạn Đức Chúa Trời cho phép, loài người đã làm việc này, dù tốt hơn hay xấu hơn, theo sự tự do lựa chọn của ý chí mình. Khi hiểu rõ điều này, chúng ta thấy rằng thực chất của cuộc chiến thuộc linh là ai sẽ định nghĩa được thực tại, reality, Đức Chúa Trời hay là những ảo vọng của đời này. Điều chúng ta nhất trí. Thực tại là gì? Đời sống hiện ra với bạn như thế nào? Từ điển định nghĩa thực tại như là điều có thật, một điều hiện hữu, một hoàn cảnh hay biến cố hiển nhiên. Đó là điều thật được phân tích khách quan. Nhưng điều thật này lại không chỉ khách quan, nó cũng có tính cách chủ quan, vốn được đâm rễ trong những cảm giác, thái độ và những niềm tin của chúng ta. Từ phối cảnh này, đời sống được thành như điều chúng ta tin. Matthew đoạn 8 câu 13. Ở phương diện cá nhân, về điều thật, thì điều dường như thật với người này thì thường khi không thật đối với người khác. Ta hãy xét tới quan điểm của người dân Eskimo về thực tại của họ. Đi bằng xe trượt chó, ở trong nhà tuyết, sống ở vùng đất có ánh sáng bắc cực và có mặt trời nửa đêm. Hãy so sánh họ với một thương gia đang sống tại thành phố nửa ước, đi lại bằng xe điện ngầm, sống trong một thế giới của những nhà chọc trời và những chỗ đậu xe, với sự căng thẳng của những giờ vội vã và công việc nhiều áp lực trong một hãng môi giới đầu tư. Thực tại ở cả hai nơi dầu khác nhau sâu sắc vẫn là một thực tại chủ quan theo nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Vì vậy chúng ta hãy học từ những thí dụ này một nguyên tắc quan trọng. Bất cứ điều gì mà một xã hội cùng nhất trí và thiết lập qua sự tán thành, thỏa thuận cũng như thường xuyên sử dụng thì điều đó cuối cùng sẽ định nghĩa điều thật cho họ. Hiểu được lời dạy này là điều rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta tán thành những nguyên tắc và tiêu chuẩn của nước Đức Chúa Trời thì toàn bộ sự định nghĩa của chúng ta về xã hội sắp phải đổi thay. Một thí dụ về điều này trong Kinh Thánh được thấy trong sách Sáng Thế Ký. Đức Giê-hô-va phán rằng, này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kìa công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 6. Đó là điều chính Chúa đã phán về những người Babylon không tin kính. Ngài phán rằng bất cứ điều gì loài người đã tưởng tượng thì họ có khả năng thành đạt được. Nếu bạn nghi ngờ giá trị của câu nói này, bạn sẽ đứng trong hàng ngũ những người chế giễu khi thấy những kẻ mơ mộng hình dung ra chính họ đang đứng trên mặt trăng. Bạn sẽ chê bai khái niệm cho rằng tiếng nói và hình ảnh có thể truyền đi khắp thế giới qua những làn sóng vô hình. Bạn sẽ buồn cười vì ý tưởng cho rằng các vũ khí có khả năng để tiêu hủy mọi sự sống trên quả đất này. Thế nhưng ngày nay những điều đó đang xảy ra trên thế giới chúng ta bởi vì khả năng con người thiết lập nên sự thật là như thế đó. Nếu một tâm trí con người có thể tưởng tượng ra điều gì đó, và người ấy có thể khiến cho những người khác tin tưởng điều đó, thì tâm linh của họ có thể thành đạt được điều đó. Ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, không điều chi không thể xảy ra. Thậm chí cho một nhóm nhỏ 2-3 người, một khi họ chấp nhận và tin tưởng một điều gì đó có thể xảy ra. Đây chính xác là điều mà cuộc chiến thuộc linh đang tập trung trên hội thánh ngày nay. Ma quỷ muốn chúng ta chấp nhận Cơ Đốc giáo như trong hiện trạng, dù có chia rẽ, có tội lỗi và què quặt thuộc linh, vẫn là sự thật cuối cùng mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho các tín hữu trên thế gian này. Satan muốn chúng ta đồng ý và do đó củng cố quan điểm lừa dối này về hội thánh.
có nhiều lời hứa phải được ứng nghiệm liên quan đến dân sự của Đức Chúa Trời. Đó là những mục đích thánh thiện và cao cả sẽ được hiển lộ trong những ngày cuối cùng. Vì vậy, sự nhất trí của chúng ta phải là theo đúng kế hoạch của Đức Chúa Trời về một hội thánh thánh khiết, không phân chia và đầy quyền năng, chứ không phải là hội thánh trong hiện trạng ngày nay. Trong khi chúng ta phải hoạt động với hội thánh trong hiện trạng ngày nay, chúng ta phải luôn luôn nhận thức rằng những gì chúng ta đang thấy trong Cơ Đốc giáo không phải là những gì hội thánh sẽ được trở thành trước khi Chúa Giêsu tái lâm. Thật ra, sự kêu gọi của chúng ta là hợp tác với Đức Chúa Trời để đem lại sự phục hưng và sự dấy lên của thân thể Đấng Christ. Như theo Ephesos đoạn 5 câu 27 có nói, đặng tỏ ra hội thánh đầy tín hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Trước khi Chúa Giêsu trở lại, Đức Chúa Cha đã hứa con của Ngài sẽ là một nàng dâu thánh, nàng không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nghĩa là một sự làm chứng đầy quyền năng về chính mình Đấng Christ trên mặt đất này. Cuộc chiến đấu trên trời, nguyên tắc chiếm chỗ. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Michael và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Khải Huyền, đoạn 12 câu 7, 8. Biến cố này thật khó hiểu cho chúng ta. Làm thế nào các thiên sứ, các ma quỷ, các hữu thể không thể chết vì thương tích lại tham gia chiến đấu? Họ làm gì trong chiến tranh và họ thắng nhau như thế nào? Dù sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, chúng ta có thể nói cách an toàn như thế này. Tất cả cuộc chiến thuộc linh đều chiến tranh về một vấn đề tối quan trọng. Đó là ai sẽ kiểm soát sự thật ở trên đất, thiên đàng hay địa ngục? Đối với cuộc chiến giữa thiên sứ và ma quỷ, trận chiến không dựa trên các khí giới thuộc thể, nhưng dựa trên khả năng nhất trí giữa loài người và lãnh vực các linh. Chúng ta đọc trong Ephesos 6 rằng, chủ quyền cùng thế lực đang chiếm các nơi trên trời. Câu 12. Nhưng chúng ta đọc trong Ephesos đoạn 1 câu 10 rằng, mục đích đã bày tỏ của Đức Chúa Cha là hội hiệp mọi vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ephesos đoạn 3 câu 10 bày tỏ kế hoạch vinh hiển của Đức Chúa Trời rằng, qua hội thánh, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Ngài cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Bạn thấy không, khi thân thể của Đấng Christ trên đất đồng ý với đầu hội thánh trên thiên đàng thì chính Thánh Linh của Đấng Christ chiếm chỗ các quyền lực tối tăm ở các nơi trên trời. Nói cách khác, khi hội thánh trên đất tích cực tiến tới nhất trí với ý muốn và lời của Đức Chúa Trời thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ tăng tiến trong lãnh vực thuộc linh. Thế chỗ ảnh hưởng của địa ngục trên mặt đất theo tỷ lệ tương ứng. Chẳng bao lâu sau đó, thể hiện trong thế giới loài người, chúng ta thấy sự phục hưng, sự chữa lành và các phép lạ. Nhưng một khi hội thánh thụ động, hững hờ hay xác thịt, thì quyền năng địa ngục sẽ tăng gia sự cai trị của nó trên các công việc của loài người. Chẳng hạn như hôn nhân tan vỡ, tội ác gia tăng và sự phóng túng lan tràn. Chúng ta phải nhìn thấy rằng sự cầu nguyện, thái độ và sự nhất trí của chúng ta với Đức Chúa Trời là phần việc thiết yếu để thiết lập được nước Đức Chúa Trời thật sự trên mặt đất này. Ma quỷ là kẻ nói dối. Satan được vạch mặt trong Kinh Thánh như là một kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Giăng 8, 44. Lãnh vực hoạt động của nó là thế giới các linh trực tiếp bao vây và bao phủ sự ý thức của loài người. Lãnh vực này được gọi là các nơi trên trời trong Kinh Thánh. Ephesos đoạn 6 câu 12. Từ lãnh vực thuộc linh này, Satan hoạt động để làm hư hoại và kiểm soát tâm trí loài người qua những ảo tưởng được xây dựng từ những ước muốn xác thịt và sự sợ hãi loài người. Nhưng quyền lực của sự dối trá không chỉ là nói dối hay là ảo tưởng ở đời này. Sự dối trá của kẻ thù tỏ ra mạnh mẽ nhất khi loài người tin rằng thế giới này như hiện trạng là thế giới duy nhất mà chúng ta có thể sống. Dĩ nhiên sự thật Đức Chúa Trời đang thiết lập nước của Ngài và cuối cùng mọi thực tế khác sẽ đều quy phục và được tể trị bởi nước trời của Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 26-28, Khải Huyền 11-15.
Khí giới Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chiến đấu chống lại sự dối trá của kẻ thù là lời của Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh gọi là gươm của Đức Thánh Linh. Ephesos 6:17. Chúa Giêsu đã phán rằng lời Ngài đều là thần linh và sự sống. Giăng 6:63. Nghĩa là nói rằng thực chất lời Đấng Christ tiêu biểu cho một thực tế rõ ràng: Thánh Linh hằng sống của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết rằng tiếng Hy Lạp cổ mà trong đó Kinh Thánh Tân Ước được viết nên chỉ có một từ liệu để nói về sự thật, đó là chữ truth trong Anh ngữ. Họ không có chữ reality, là một thực tại, một cảnh giới thực. Đối với họ, lẽ thật hay là một thực tại đều có cùng nghĩa. Khi chúng ta suy nghĩ đến thần lẽ thật, chúng ta phải bao gồm trong sự hiểu biết của chúng ta khái niệm về một thực tại, nghĩa là Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời,